Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục solo squad map sa mạc nhá. Không biết thì sau khi show cái thao tác tay lên thì clip này sẽ còn bị chửi chơi giả lập nữa không? Cũng khổ thân. Có rất nhiều bạn hỏi cách để bay xuống sớm thì các bạn đối với cái phiên bản cũ thì mình không nói, còn phiên bản này thì các bạn dưới 150m về cái dấu chấm mà các bạn muốn nhảy vào ấy thì các bạn bắt đầu cắm đầu xuống là tuyệt vời. Thế thì nó sẽ xuống rất là nhanh, phải gọi là nhanh nhất luôn ấy. Rất nhiều anh em không biết thả dù sao nhanh nhất ở cái khu vực đông người. Đây là cách để xuống nhanh nhất đấy. Đấy, mình tính chắc là mình sẽ rơi xuống đầu tiên. Đấy. Úi dồi ôi. Xuống đầu tiên mà không có súng thì cũng như không à. Cái định mệnh. Tầng 2 đều có súng. Thôi cạn lời, gãy rồi. Mỗi khẩu shotgun thôi. Còn cầm sóc lọ mà đi chạy long nhong có khi lại sấp màn. Ok fine. Giáp 3. Súng thì không có. Giáp thì đầy đủ. Thiếu cái mũ nhở. Rồi lại shotgun. Ok, trận này chơi shotgun vậy. Úi dồi ôi, lút đồ. Này thì lút đồ này. Một bé. Thằng này dính một shot rồi. Chắc cũng còn hơn nửa cây máu tí thôi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Này, cứu này. Ok. Ủa? Úi dồi ôi, súng đạn này nhiều thế. Ok. Vâng, có súng rồi. Ủa, team này có 2 thằng thôi ta. Thế là 2 team ở đây rồi. Tuyệt vời. Ok, chúng ta sẽ ngồi kênh me thôi. Đi công thì cũng được, tại vì mình súng to rồi. Nhưng mình thích ngồi kênh me hơn. Kiểu gì nó cũng chạy ra giữa sân thôi à. Bọn này nó tham lắm. Lòng tham vô đáy mà. Ôi, chờ các bạn lâu quá. Hay là mình nên đi công ta. Đây rồi. Bắn hết vào đá thế này. Một bé. Ui trời ơi, nhìn quanh. Chả biết ở đâu bắn luôn. Úi dồi ôi, quả nết hay quá. Mình sẽ giết luôn thằng này đi. Bạn nó ở đâu ấy nhở? Lút cái nhẹ đã, tính sau. Này thì bạn chết trong kia không chạy vào. Ra đây ăn boss này. Úi trời ơi, cạn lời. Vâng, bạn nằm xuống trong đấy thì không chạy vào cover. Ra ăn cái thằng boss. Khổ. Ok. Hình như là clear rồi. Một team 2 người và một team 3 người. Mình nghĩ là 2 team 3, tại vì không có lý nào lại team 2 được. Có thể là chúng nó duo squad.
Ủa, boss bắn nhau này. Ờ, hài vãi. Ui, bắn nóc rồi kìa. Có thế là người à? Cái định mệnh biết thế, mình đứng từ xa mình chơi luôn. Này đi, chạy ra lút đồ này. Ui xôi ôi, nhảy lên nữa. Chết từ trên cao cho nó chất ha. Ok. Thì như là đi một mình. Đúng rồi. Thế thì chúng ta sẽ ra lút thôi. Ui dồi ôi, nó giàu. Giàu vãi cả trường. Ui dồi ôi, thằng dưới cũng không phải là boss anh em ạ. Cũng là người. Hai thằng đều là người. Cái định mệnh. Cứ tưởng là boss. Éo phân biệt được boss hay người luôn ấy. Chán quá. Ngồi ngắm nghía cái gì vậy cưng? Ui xồi ôi. Này thì cầm ca ngồi một chỗ quay tay này. Ok, mình sẽ tới lốt khẩu ca. Ui giàu thế. Ca silent AK combo này sao phải xoắn nhỉ? Được rồi. Bạn nó đây rồi, hai thằng. Lên xe đi à? Lầy thì đi này. À, bắn bót này. Ui trời ơi, tội nghiệp thằng bé, nằm xuống bò luôn rồi. Lầy thì cứu này, ok. Clear. Hình như là clear rồi. Ui trời ơi. Tội nghiệp thằng boss ghê á. Còn có mỗi con boss thôi. Hai thằng dừng lại ngắm nghía như đúng rồi vậy. Cái định mệnh nó bắn thủng lốp xe của mình hồi nào vậy ta? Buồn cười vậy. Mình nghĩ bọn này phải giàu lắm đấy này. Nó cực kỳ giàu luôn. Đốt nguyên một khu San Martin. Cái khu này mắc độ giàu. Ui dồi, K8X. Nghe VL. Ôi, thằng nào cũng đồ xịn hết trơn à. Chạy thôi. Cái định mệnh đi tìm người mãi không thấy ai thế này.
Ngồi đây làm gì vậy? Qua lút thôi. Hình như mình thấy cái mũ ba lên đầu của nó. Mà nãy như mình xây headshot mà ta. Thôi xong rồi. Mũ ba nát rồi. Ui dồi ôi, biết ngay mà. Không thể sai được. Quả này phải chạy bo rồi. Ui dồi ôi, nhìn Tim Kiều lấp ló kìa. Cái định mệnh không ra được. Ui dồi ôi, bo cuối rồi. Cái định mệnh vào đây bên trong bo. Vào đây thì mất tầm nhìn quá. Nhưng được cái thì phải gọi là mắc an toàn. Và trong nhà này có người. Hết bom rồi. Nó không ló cái mặt ra đây nhìn nhở. Cái bọn này bắn vô duyên thế. Bị ném bom không chết. Ui dồi. Thằng kia ném bom được double kill kìa. Nhưng cũng được cứu thế à. Thì mình sẽ đẩy vào trong nhà. Lên nào. Ok, cái góc này đẹp này. Bo cuối rồi. Hai cái xác. Một team lấp ló ở sau cái tường và một team trong nhà này. Hai team. Một team 4, một team 3. Cộng thêm mình là 8 người. Tuyệt vời. Hay lắm. Bây giờ làm sao để win mới là điều khó này. Bắt đầu hack não rồi. Mình nghĩ bọn kia nó chích hết rồi. Nó cũng sẽ không xuống tầng 1. Và lát nữa bo vào thì bọn ngoài kia sẽ phải chạy vào. Bọn trong nhà mới khó ấy. Làm sao để xử được cái bọn trong nhà. Nếu mà nó chơi cái trò bơm máu thì hơi bị khó đây này. Tại vì hồi trước mình chơi đến giờ thì ít khi mình gặp cái trò bơm máu ở bên server China. Chỉ bên server quốc tế thì còn có rất là nhiều anh em chơi cái trò bơm máu. Chắc mình nghĩ bọn nó sẽ nhảy xuống hết khi mà bo đến. Và mình chỉ việc lo súng ra xây hết bọn chúng lấy cái top. Hợp lý. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ check để xem bọn nó có đẩy xuống tầng 1 hay không thôi. Và luôn luôn phun nước. Ném khói làm cái éo gì vậy. Vâng, bo chưa khép mà ném rồi. Hơi phí của khói. 15 giây, bây giờ mới gọi là bo này. Ok. Vâng, chuẩn bị xuống ống xấy chết một mảng người. Thế là lấy cái top 1. Đơn giản. Ui dồi. Sổ la này.
bắn cái éo gì vậy? Úi dồi. Ơ. Cái đậu phộng mình sẽ chết hết rồi mà. Còn thằng nào nữa vậy? Trời ơi. Vãi, mình thấy team bên kia cũng bốc khói, team bên này cũng bốc khói. Vậy thì còn thằng nào nữa? Trời ơi. Trời.